dưới sơ mạc. Đẹp chưa? Đó, giờ là hạ cánh này, giờ xuống sân bay này. Đó, giờ xuống này, xuống. Đó, giờ tới sân bay đấy, giờ tới cái cổng sân bay đấy. Sân bay đầy xuống đó, bắn xe bắt đầu xuống, nó land lên này. Đó, cái máy bay lớn chưa, xuống này. Cái máy bay nó gầm chưa, nó thắng này, nó gầm. Ở đây là mình thấy được cái Vegas Strip ha. MGM đó, khách sạn MGM, phòng bài MGM đó. Ở đây là mình có thấy được cái strip của nó đấy, đây cái strip đó. Chung quanh bây giờ là đầu phòng bài không? Chụp xuống phòng bài, nó có phòng bài ở ngay trong cái ấy luôn. Cái sân bay này nó có sông bài luôn. Bây giờ tới Las Vegas đây này. Nhiệt độ bên Las Vegas bây giờ là 60 độ. Để coi sông bài nhá. Thấy sông bài kìa. Thấy sân bay này nó có sông bài kìa. Đấy, tới casino này. Đã chưa? Las Vegas đã chưa? Nè, sân bay Harry. Las Vegas. Máy kéo này. Bây giờ đang trên đường ra Seven Magic Mountain ở cách Las Vegas Strip khoảng 25 miles, là khoảng 35 phút lái xe. Cái đường đi đẹp lắm này, giờ giống như mình chạy ra cái chỗ mà sa mạc ấy. Bây giờ đẹp chưa, đông quá trời người tới luôn này. Cần quay phim tốt lên cao. Đâu chưa? Đẹp. Đây đông người tới lắm, tới chỗ này mình kiếm được cái chỗ đậu xe không có. Đây này, đông người chưa? Quá trời đá trọng luôn này. Lớn lắm nhá. Đá thì cao, to. Oh.
ta gọi là Seven Magic Mountain, có nghĩa là bảy cái núi nhiệm màu. Đây là mấy cái cục đá chụp hình đẹp thật luôn đấy. Đá nó cứ chồng với nhau xong nó sơn lại đó. Magic. Mà nó kỳ lắm nhá, mình đứng ở xe thì nó ấm như vậy này, đang trời nắng mà nó ấm, mà mình lại gần cục đá nó lạnh lắm nhá, không biết nó có cái ma quái gì không đấy. Hey, bây giờ đang ở trên Las Vegas Strip, người ta đi bộ qua chợ này. Bây giờ ngoài nhiệt độ khoảng 60 độ F, mát mẻ, không nóng lắm. Lúc này mình nằm nghỉ chút ở đâu, đi ra ngoài chơi. Đây là thành phố Las Vegas mà cũ, gọi là Old Las Vegas, Downtown Las Vegas. Đẹp chưa? Trên đầu mình có màn địa hình luôn kìa. Đúng rồi, đây này, chỗ này này, đây là cái chỗ này là cái chỗ đi bộ ạ. Trên đầu có màn hình luôn. Đẹp quá Emily. Ăn thử cái tiệm Garmin hot dog. Kenny với Emily thích ở đây ăn. Chạy xe ra ngoài này cũng thích lắm. Las Vegas buổi tối thì nó nhộn nhịp, nhưng mà cứ buổi sáng, buổi trưa như vậy thì
rất là yên tĩnh. Xe tới đây cũng khoảng 25 phút. Ngoài cái strip ra thì ở ngoài này nó cũng giống như những thành phố thường thôi. Chứ giờ cứ đi Las Vegas là ở trong cái strip không à. Tôi cứ nghĩ là strip nó chán, không có chuyện gì chơi. Thế mà nhỏ mà đẹp lắm. Quá nhiều đoàn. Wow, double soul burger. Nhìn đã chưa? Đây, order được cái này này. Cái này là bacon, cheese, hot dog. Hot dog, mac and cheese của Emily. Wow, ngon chưa? Nếu mà không đi coi TikTok thì sao biết ở đây có món ngon này. See, it had a có thịt ba chỉ ở trên này, pork belly này, and chắc chế chỗ này nó không very busy đâu. Busy mà. Mà cái nó có vị đắng, nó vui hơn cả nó get a lot of people. Trước giờ chưa bao giờ được ăn cái hamburger mà nó đã như vậy, nhìn nó ngon như vậy. Emily thử cho Emily thử đi. Why? I don't want it. Rồi bây giờ đi ăn noodle. The magic noodle. Trong này họ làm mì bằng tay không á. Nghe nói ăn ngon lắm, nổi tiếng lắm. Hôm nay đi ăn được nhiều món lắm rồi. Chúc nó đi tùm ký mì nữa. Hôm nay đi ăn được quá trời món luôn, quá trời ngon luôn. Hả? Cookie, ok đi cookie. Sweet cookie, let's go. Sweet. Đây là magic noodle. Đó, trong này là nó làm bún này. Cái tiệm này nhỏ mà trong này đông lắm. Mình nói ăn ngon lắm. Magic noodle. Đó là bún ảo thuật. Rồi ăn đi kêu đi. Đây tôi mì của Kenny ra đây. Nhìn ngon chưa? Wow, cái mì ngon chưa? Mì này gọi là house special mì luôn này. Mì làm bằng tay. Giờ vô tiệm kem, sorry but not sorry. Ice cream. Nó ngon hơn là Baskin Robbins.
Cái này ngon thật đó. Cái này butter cookie. Còn cái của Kenny là pomegranate. Đây là bèo le chiêu này. Nếu mùa đại dịch đi đâu đông như vậy đâu. Nó về bây giờ nó đông lắm. Đi xe chật không đi nổi. Rồi cuối cùng tới được trái cầu này. Le Sèvre. Wow, cầu đẹp quá. In a quarter mile, make a U-turn. Oh, cầu đẹp chưa? Nói là cái này là 2 tỷ rưỡi để xây cái này này. 2 tỷ rưỡi là rất nhiều tiền lắm đấy. Nhưng trước mặt mình nó giống như một cái TV màn hình thật là lớn đấy. Trời đất ơi. Nó to không thể nào tả được. À, lớn lắm, giờ đi vào trong ấy coi. Đi vào là đi lại em kịp đâu ạ. Mà sao cái xe này đứng chạy? Lại thêm một tối nữa ở Las Vegas. Bây giờ là đang trên đường đi bộ ra coi cái cầu này. Sphere này. Cái cầu Sphere này to lắm này. Bây giờ mình đang ở Wynn Casino. Đó. Đây là Palazzo. Đây là đường Las Vegas Strip. Đó, giờ đi bộ ra cây cầu này. Bây giờ đi ra ngoài đó. Càng đi càng tới gần trái cầu này. Trời nó đẹp quá đi, nó giống như nó làm chủ nguyên một bầu trời luôn. Một cái bầu trời của Las Vegas là thuộc về nó. Đi bộ nãy giờ cũng tới được cái Sphere. Trời đất ơi, bây giờ được nhìn tận mắt đó này. Oh, trời đất ơi, nó to, nó như một cái bầu trời trước mặt mình, giống như một cái bầu trời ấy. To chưa? Wow. Trước mặt mình nó như một cái bầu trời ấy, đẹp thật đấy. Đây là khách sạn Caesar Palace này. Bên kia là Bellagio. Giờ thì cái cầu qua bên kia coi nước nhảy. Giờ 9 giờ tối, ngoài đường rất đông người. Đây là cái Las Vegas Strip. Đây là cái lobby của Bellagio. Khách sạn Bellagio này. Cái lobby của nó này, mới vô rồi nó như vậy này. Mới vô đẹp chưa? Bên kia là bên check-in. Khách sạn lúc nào cũng đông người thế nhỉ? Chỗ này chỗ check in này. Và trong này nó có cái vườn hoa. Và hôm nay có thể chơi chụp hình thoải mái.
công chúa. Công chúa lột bảy cho lồn nhưng mà công chúa bị cụt đầu rồi. Rất là thơm, lộc hoa tươi không á? Thơm lắm, đây là lộc hoa tươi nó thay mỗi ngày chứ. Wow, giờ tới cái chỗ này nó có cái vòng quay này. Vòng quay lớn chưa? Siêu xe nữa. It's like a Gallardo V10 and it has like 650 horsepower. It's a V10. Lamborghini. And it's only like 90,000. Right. Bây giờ tới cái khu Việt Nam. Tới bánh mì đa cao này, nghe nói bánh mì đa cao đấy ngon lắm, ghé vào mua ăn thử. Đây là khu Việt Nam này, mới mua được một con vịt quay ở Tùng Ký nữa. Giờ mua bánh mì ăn với vịt quay. Đây là nguyên một con vịt quay Tùng Ký. Cái tiệm Tùng Ký mỗi lần tới là 2 lần rồi. Mà lần nào tới họ xếp hàng thật là đông. Không là sao vào ăn được. Muốn ăn là phải nhất phải có thời gian xếp hàng rồi mới vào ăn được. Cho nên lần này trước khi về Cali mình cũng định vào ăn nhưng mà lại phải xếp hàng đông quá, cho nên mua to go, mua một con vịt quay ăn. Bây giờ ăn thử đây. Bây giờ ghé vào Đa Cao này, bánh mì Đa Cao, mua bánh mì không. Ăn với vịt quay. Nhìn đã thật, thôi ăn nhé. Rồi, bây giờ là 12:15. Cứ lề mề từ sáng giờ. Từ sáng thì cứ đi ăn uống mua tùm lum la, bây giờ mới ra trên ra freeway lên đi về California. Coi như là ở Las Vegas được 3 ngày 2 đêm. Về California ngủ một đêm. Là ngày thứ hai là bắt đầu lên đường hành trình cuốn gói về lại tổ ấm ở Seattle. Hành trình từ đây chạy tới tới California, Orange County, Cam ấy là hết khoảng 5 tiếng đồng hồ.
5 tiếng hồ là chưa cộng nghỉ ngơi đó. Nếu mà cộng nghỉ ngơi vào nữa thì chắc cũng phải thêm nửa tiếng cho tới 1 tiếng nữa. Cũng hành trình là cũng bằng từ Quận Cam mà chạy lên San Jose. Nó cũng xa vậy mà thôi, chạy cứ vừa đi vừa nghỉ thoải mái. Đi chơi mà không có phải rush, không phải gấp gáp. Bây giờ nó bắt đầu mình chạy ngang qua một cái sa mạc đó. Vào trong đường Bình An. Thôi lên đường nhá. Nó đi ngang qua sa mạc này. Ok rồi, rồi bye. Rồi bây giờ là đi được nửa đường rồi ấy. Nửa đường từ Las Vegas về Cali. Còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa mới về được tới Cali. Kẹt xe nãy giờ cũng cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ. Tại vì mấy cái ngày lễ người ta qua này chơi xong rồi người ta đi về lại, người ta đi làm. Cái đường về đây, về Cali nó kẹt ghê luôn. Bên kia thì không kẹt. Đẹp chưa? Đường rất là đẹp. Hai bên là giống như sa mạc, bây giờ đang đi xuyên qua sa mạc để về Cali. Theo cái lịch trình bây giờ là 6 giờ là về tới Cali. Quán ốc và lẩu. Ngày tối nay hẹn với 9 bít ăn ở quán ốc và lẩu. Cầu cho đừng kẹt xe nữa, về tới 6 giờ được, chứ thôi về tới 8 giờ là thôi khỏi ăn luôn, đóng cửa. Đó, tí giờ đóng cửa. Còn 3 tiếng nữa. Giờ mới tới Boston, vừa qua Death Valley. Mới tới Boston nữa. Boston. Như một cái sa mạc lớn mênh mông luôn. Đây. Rồi. Đấy, bây giờ là ốc và lẩu 1. Cuối cùng là từ Las Vegas giờ cũng chạy về tới San Jose. Tới Quận Cam. Giờ đi ăn ốc và lẩu. Ở trong này có kem. Bên kia. À. Em ơi. Rồi ông lấy đồ cho kìa. Không có đồ sắt đâu, không có mang nhiều đâu, đâu có được đâu. Nó đâu có sắt về được đâu. Rồi, cảm ơn. Wow. Rồi, ăn no rồi, bây giờ qua ăn chè. Đây có tiệm Beck and Chè. Nó nói ngon lắm. Beck and Chè là nó ngay cái khu chợ TNK. Có quán hỉ nè, ngay bên cạnh quán hỉ luôn. Và độc lắm, trời đất ơi. Rồi đứng ngoài là không muốn vào luôn rồi. Đông như này. Đây bây giờ mình tới trễ cho nên bánh flăng không có. Đợi một tiếng nữa nhưng mà có thể ăn một cái chè đặc biệt. Với một cái chè Thái. Rất là đông người. Đi ăn chè cái tự nhiên cái Phương gặp đồng minh rồi. Đấy. Gặp đồng minh. Thế mà nói chuyện với đồng minh thế chứ. Người ăn là đang ngồi ăn chè. Chè đặc biệt, chè Thái. Candy cũng thích. Cảm ơn.
gặp người Ngọc Đồng. Đồng minh của Phương và Ngọc Đồng. Quá tốt, cái này cũng có người quen. À, nó kiểu nó chèo phải không? Em đi chèo luôn. Con ai vậy á? Là có nhiều đứa là đầu là bây giờ là đầu không? Bắt đầu cái đèn đó. Cái đèn nó đang chờ nó đúng 16 rồi. Đi sẵn rồi. Ở đây tối à anh? Anh chè ngồi ngắm đường phố cũng vui. À. Vâng. Chào. À, đi ăn uống xong xuôi hết rồi, giờ tới hotel này. Giờ là 10 giờ tối. Tới hotel check in. Coi xem lobby ở đâu đây. Hotel đều đẹp lắm rồi. Cửa nó quay hết hồn luôn. Thôi đẹp chưa? Chắc lobby thế này. Đây, check in. Bao nhiêu người đang đợi check in kìa. Thôi giờ mình vào check in nhá. Rồi, bây giờ đang ở Nam California. Đi ăn cơm tấm quê hương. Buổi sáng đi ăn cơm tấm quê hương. Đâu? Ờ, đây bứt đây, bứt chín. Ờ, chín, hai, hai. Ngon chưa? Cơm tấm thiên hương, à, không phải thiên hương, quê hương. Của mami. Ta đi bây giờ nhiều món lạ trên này. Đi uống cà phê. Nhưng mà cà phê mát mẻ là xưa rồi. Đây, bây giờ có cà phê sầu riêng. Cà phê Dorian. Cà phê sầu riêng này. Nhìn đã chưa? Còn đây là chè. Chè đặc biệt. Bếc ăn chè. Chè đậu đỏ. Nhìn nào. Ván flăng cái này. Flăng cheesecake. Cầm đấy. Này, flăng cheesecake. Flăng cheesecake. Nó ăn rất là ngon. Nhưng mà mình chưa ăn, bây giờ mình bắt đầu mới ăn này. Bây giờ mình đang ở trong khu TNK. Xong rồi bán rất là nhiều đồ ăn. Nếu mà có tâm hồn ăn uống thì xuống như này là ăn uống là đã nhất luôn. Chia hình thánh. Rồi bây giờ là vẫn đang ở Nam California. Cái như là giờ là rất trưa rồi, 12 giờ rồi, ăn uống no nê. Say sưa rồi, bây giờ bắt đầu đi ra thăm Đức Mẹ Long Beach. Bây giờ đang trên đường ra Đức Mẹ Long Beach. Từ Lido Sài Gòn, Phúc Lộc Thọ chạy ra Đức Mẹ Long Beach khoảng 25 phút. Bây giờ ra trên đường ra Đức Mẹ Long Beach là xong rồi, đến chiều nay là đi về lại Seattle. Coi như là ở Las Vegas được 3 ngày 2 tối. Orange County được 2 ngày 1 đêm. Là coi như cũng vui vẻ rồi, dư dả thời gian. Coi như là 4 đêm 5 ngày của vacation, ngày nghỉ của Thanksgiving là hết sạch rồi đấy. 4 ngày nghỉ Thanksgiving là hết sạch rồi. Ngày mai về là bắt đầu lại lên đường hành quân. Đó, cái freeway ở bên Cali này đẹp rồi đấy. Giờ nó đang xây những cái freeway này. Nhìn nó rất là hoành tráng luôn đấy. Đường freeway bên này nó lớn chưa?
một bên thôi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên. Là chưa phải là freeway, chưa phải là đại lộ nhé, cái này mới là 405 thôi. Còn lên freeway 5 nữa thôi, còn dã man hơn nữa. Lên mấy cái freeway chính là mỗi bên là 10 lên, 12 lên đó. Cái nhìn đẹp thật đó. Thôi, chúng ta ra tới Đức Mẹ Long Beach rồi quay thêm chút xíu nữa. Sắp là hết hành trình rồi. Hết hành trình đi chơi rồi, sắp rồi hết rồi. Đây bây giờ ra tới được Đức Mẹ Long Beach. Đức Mẹ Long Beach là nằm ở ngay bờ biển luôn này. Đây Đức Mẹ Long Beach ở đây này. Đức Mẹ này rất là linh. Tới đây là cầu gì được đấy. Cái hình Đức Mẹ này là chỉ là bên bên ngoài thôi. Đây chỉ nơi biết này. Mình thấy gió vậy là mình biết sóng nó mạnh rồi. Bây giờ đang ở trong chợ ABC. Bên kia là chợ ABC. Đây, mẹ tới nhà chim bít đây. Rồi, Emily với xe đang chơi nhau kìa. Nó cho mang cầu nhiễm đá trên này. Cóc à. Có cá nè, trời con cá coi. Ôi, cái hồ này đục cá coi mà. Cái hồ đục cá coi to luôn. Cóc. Con này chơi chơi chăn. Chăn này. Không, tủ đá nhiều ớt lắm rồi em ơi. Không. Không, đằng trước này chết nhiều lắm. Đằng trước nhiều lắm. Ờ, ngon chưa? Đi đây đằng trước. Ớt này. Ớt mà cay mới ngon chứ ớt không cay thì ăn làm gì? Ôi nè. Ôi có cả gà nữa kìa. À, bây giờ tới sân bay này, hôm nay là về lại Seattle sau ngày lễ tạ ơn đi Las Vegas xong rồi đi qua Nam California chơi quận Cam. Bây giờ đang ở sân bay John Wayne Santa Ana. Lần đầu tiên đi sân bay này mà trời ơi nó dễ quá, thì sân bay này đi là đã nhất luôn.
Đi qua cái cổng security để check các TSA hết có 10 phút hồ, 5 phút hồ, 10 phút hồ. Xong rồi đi trả xe hết 5 phút hồ nữa. Mà những cái sân bay khác thường thường mình cứ tính là ít nhất phải 2 tiếng. Mà sân bay này tổng cộng hết có 10 phút, có 20 phút hồ. Rất là lẹ, bây giờ tới sớm còn 1 tiếng rưỡi nữa mới ra mới bay. Giờ không biết làm gì, đi vòng vòng thôi. Hả? Đấy, Border Express á. Ờ đó. Ở trong này có cái tiệm ở Việt Nam này. Bán rất nhiều đoàn. Hai. Thịt bò chả cuốn gì cũng có này. Bún thịt giò. Bún chả giò. Gỏi cuốn, bánh mì. Con lắm này. Đây là đúng là tiệm Việt Nam luôn đấy. Nếu mà xuống quần Cam cứ đi sân bay này ngon. Sân bay này hoặc là sân bay Long Beach rất là tiện lợi. Còn đi thằng LAX rồi thôi. Ra đó là bây giờ là họ kẹt xe đi lên sân bay không phải mấy tiếng hồ. Tùy theo cái giờ cao điểm. Bây giờ là mình đi về là giờ cao điểm. Ok. Thôi bây giờ ngồi đợi chút xíu nữa rồi bắt đầu đi về thôi.